loài người bị cám dỗ và sa vào tội lỗi. Chúa đã tạo dựng tất cả mọi thứ. Khi Ngài tạo dựng người đàn ông đầu tiên, Adam, sống cùng với vợ mình là Eva trong một ngôi vườn Eden. Họ có một cuộc sống hạnh phúc, mỹ mãn, làm theo lời Chúa cho đến một ngày. Đức Chúa Trời há có dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Một con rắn hỏi. Eva trả lời, chúng tôi được phép ăn tất cả các trái của các cây trong vườn ngoài trừ một cây. Nếu chúng tôi ăn hay đá động vào trái cây đó, chúng tôi sẽ chết. Con rắn cười tự mãn. Eva đã cộng theo cái câu đá động vào trái cây đó. Ngươi sẽ giống như Đức Chúa Trời. Và Eva muốn ăn các trái từ cây đó. Người nữ này đã nghe lời con rắn, bèn hái ăn. Sau khi Eva không nghe theo lời dặn của Đức Giê-hô-va, nàng đã đưa trái cây này cho Adam cùng ăn. Adam đáng lý đã nói không, ta sẽ không đi ngược lại với những gì Chúa đã căn dặn. Nhưng Adam không có làm như vậy. Khi Adam và Eva đã phạm tội, họ nhận ra mình lõa lồ, bèn lấy lá cây, vả, đóng khố che thân. Họ ẩn mình trong bụi cây, rậm, để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Lối chiều, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn. Ngài đã biết những gì Adam và Eva đã làm. Adam đổ tội cho Eva, Eva đổ tội cho con rắn. Đức Giê-hô-va phán, con rắn đáng bị nguyền rủa, còn người nữ sẽ chịu đau đớn khi sinh con. Adam, bởi vì ngươi đã phạm tội, đất sẽ bị rủa xả vì ngươi. Đất sẽ sinh chông gai và gây tặc lệ. Ngươi sẽ phải làm đổ mồ hôi để có cái mà ăn. Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen. Vì họ đã gieo nên tội lỗi nên họ bị tách biệt khỏi đời sống phước hạnh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời làm nên một gươm lưỡi sáng loà để Adam và Eva tự vệ. Chỗ này không có đúng nè. Một gươm lưỡi sáng loà và nó đưa tới đưa lui ở cái chỗ cửa cổng á, để mà Adam với Eva không có trở vào lại vườn được nữa, để mà Adam và Eva mà trở vào lại vườn ăn cái trái mà cái như của sự sống á, là sẽ sống đời đời trong sự tội lỗi, nên Đức Chúa Trời không có muốn như vậy, nên là Ngài bỏ một cây gươm để cho nó bay tới bay lui ở đây nè, không có phải là cho Adam và Eva tự vệ. Dịch sai nha. Ngài kết áo da cho họ. Đức Chúa Trời lấy da đó từ đâu? Thì chắc là Đức Chúa Trời đã làm lấy da của một con cừu. Là kiểu như là con cừu á, mình lấy da của nó, mình không có phải giết nó đâu. Nhưng mà mình có thể cạo da của nó ra rồi có là làm cái áo. Đức Chúa Trời có rất là nhiều cách để làm áo da cho họ nhé. Sau đó Adam ăn ở với Eva là vợ mình. Người thọ sinh con trai đầu lòng tên Cain. Mình không có biết là Adam có với Eva có con khi ở trong vườn hay là ở ngoài vườn nhé. Sau Cain á là làm ruộng. Sau đó Eva hạ sinh người con thứ hai là Abel. Sau làm nghề chăn cừu là Abel là chăn cừu. Một ngày nọ Cain dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. Abel cũng lễ dâng một số con chiên tốt nhất bày cho Ngài. Đức Chúa Trời hài lòng với lễ dâng của Abel. Tại vì tới lúc này á là Đức Chúa Đức Giê-hô-va đã
nói cho mọi người biết là ngài muốn của dân lễ dân như thế nào. Và của lễ dân á là nó là một cái hình hài của sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu Christ. Thì là Abed á dân theo lời của Đức Chúa Trời, là ổng làm theo lời của Đức Chúa Trời, nhưng mà Cain thì dân những gì ổng thích, ổng không có làm theo lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời coi lòng của hai người này hết, và Đức Chúa Trời đã warn, là đã cảnh cáo Cain rồi mà Cain không có biết lỗi của mình. Đức Giê-hô-va không hài lòng với lễ dân của Cain. Cain giận lắm. Đức Chúa Trời phán hỏi, nếu ngươi làm điều lành, há chẳng được tiếp nhận hay sao? Cain vẫn không vui giận. Sau đó, khi Cain và Abel đang ở ngoài đồng, người đã tấn công Abel và giết đi. Đức Chúa Trời hỏi Cain rằng, Abel, em ngươi ở đâu? Cain thưa rằng, tôi không biết, tôi là người giữ em tôi sao? Đức Giê-hô-va trừng phạt Cain bằng lấy đi khả năng canh tác của người. Khi Cain trồng tỉa, đất sẽ chẳng sinh hoa lợi cho người nữa và trở thành người lang thang. Đức Chúa Trời giữ mạng sống cho Cain, nhưng mà Đức Chúa Trời có để một cái mark trên ổng để cho người ta biết ổng là một người có tội. Cain lui ra khỏi mặt Đức Chúa Trời, người kết hôn với con gái của Adam và Eva, tạo nên một gia đình. Không lâu sau, con cháu dòng Cain đã sống đầy thành phố mà người thành lập. Trong khi đó, gia phổ nhà Adam và Eva phát triển rất nhanh. Lúc đó, con người sống lâu hơn nhiều so với bây giờ. Khi con trai Eva là Seth ra đời, người thưa rằng, Đức Chúa Trời đã cho tôi một người con trai khác thế cho Abel. Seth là một người ngoan đạo, sanh được nhiều con cái và hưởng thọ đến 912 tuổi rồi qua đời. Con người càng trở thêm nhiều, càng khởi thêm nhiều trên đất, sự gian ác càng nhiều hơn. Cuối cùng, Đức Giê-hô-va quyết định hủy diệt loài người khỏi mặt đất và tất cả những súc vật và chim trời. Đức Chúa Trời đã tự trách đã tạo nên con người, nhưng có một người đẹp làm đẹp lòng Ngài. Người này là Nô-ê, con cháu dòng Sét. Nô-ê là người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Người truyền lại cho ba con trai của người phải vâng lời Đức Giê-hô-va. Bấy giờ, Đức Chúa Trời sử dụng Nô-ê theo một cách rất đặc biệt và lạ thường. Lời Chúa là lối đi ban cho sự sáng. Thi Thiên 119, câu 130.